Dàn sao khủng lộng lẫy trên thảm đỏ sinh nhật 5 tuổi của Daniel. Thanh Hằng, Lan Khuê, Đông Nhi, Nhã Phương đã xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy trên thảm đỏ sinh nhật Daniel lần thứ 5. Tối 21 tháng 12, buổi tiệc sinh nhật lần thứ 5 của Daniel được diễn ra sang trọng tại quận Nhất. Với sự quy tụ của nhiều sao Việt đình đám, sự kiện không chỉ đánh dấu sự thành công của Daniel suốt một năm qua, mà còn là một buổi tiệc gắn kết tình thân giữa Daniel với nghệ sĩ và đối tác. Với Daniel, 5 năm không chỉ là một chặng đường, mà còn là cả với những nghệ sĩ, những hot girl, những hoa hậu, những người làm giải trí. Từ những cái tên hoàn toàn xa lạ đến ngôi sao giải trí hàng đầu, từ những cột mốc thành công ngoài sức mong đợi đến thời điểm đối diện với muôn vàn thử thách khó khăn. Trên suốt hành trình của họ, luôn có sự kề vai sát cánh của Daniel. Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với cây đỏ đậm chất Giáng sinh. Thanh Hằng xuất hiện với cây đen gợi cảm. Đông Nhi, Lan Khuê là tâm điểm ánh nhìn với chiếc váy nơ đen trắng cùng đôi bút khoe đôi chân dài miên man. Nhã Phương xuất hiện với bộ váy rõ rực rỡ. Isaac dù bận lịch diễn vẫn dành thời gian đến tham dự. Top 5 The Face Phương Chi. Phi Thanh Vân tung ảnh đẹp đốn tim sau đăng quang Hoa hậu. Theo Phi Thanh Vân, đây là bộ hình mà cô muốn gửi tới khán giả sau khi đăng quang Hoa hậu, doanh nhân thế giới người Việt. Mới đây, Phi Thanh Vân đã chia sẻ bộ ảnh Giáng sinh 2017 chụp cùng con trai bé Tấn Đức. Diện trang phục Giáng sinh đỏ rực, mẹ con Phi Thanh Vân đã thu hút sự chú ý trong từng xuất hình bởi vẻ rạng rỡ hạnh phúc. Đặc biệt, bé Tấn Đức dù còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần làm mẫu nhí nên không hề e dè trước ống kính. Ngược lại, bé còn khá dạn dĩ và tỏ ra hào hứng khi được chụp hình. Phi Thanh Vân và con trai trong bộ hình Giáng sinh. Phi Thanh Vân chia sẻ rằng năm nay cô rất vui vì đạt được nhiều thành công trong công việc kinh doanh và đặc biệt mới có thêm danh hiệu Hoa hậu. Sau ly hôn, người đẹp nhanh chóng lấy lại cân bằng, tập trung hết sức cho công việc để đảm bảo cho tương lai vững chắc của bé Tấn Đức. Dù đã ly hôn nhưng mới đây, Phi Thanh Vân bị MC Trấn Thành nhái giọng, chồng cũ của cô vẫn lên tiếng bênh vực. Tâm sự thêm về kế hoạch cuối năm 2017, Phi Thanh Vân đang lên kế hoạch cùng với một người anh thân thiết thực hiện chương trình từ thiện đầy ý nghĩa. Ngoài làm việc và tham gia các hoạt động xã hội, Phi Thanh Vân cũng muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm con trai và những người thân trong gia đình. Phi Thanh Vân cũng không quên khoe vòng một khủng của mình. Hà Hồ bất ngờ treo status sau cái chết của Jong Hyun, qua đời vì trầm cảm. Dòng chia sẻ của Hà Hồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Những ngày vừa qua, làng giải trí cũng như cộng đồng mạng vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin Jong Hyun tự tử trong một căn hộ tại Trung Nam Đông. Theo lá thư tuyệt mệnh để lại, nam ca sĩ đã phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm trong suốt một thời gian dài. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng xót xa khi biết tin thành viên tài năng của Sunny quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Sau cái chết của Jong Hyun qua đời vì căn bệnh trầm cảm, thì mới đây, Hà Hồ cũng bất ngờ đăng tải chia sẻ khá dài lên trang cá nhân, bày tỏ quan điểm về căn bệnh vô cùng nguy hiểm này. Hồ Ngọc Hà tâm sự, trầm cảm, mấy hôm nay mình có đọc tin về các nghệ sĩ nước bạn, đã có quá nhiều những trường hợp tự tử để thoát khỏi những bế tắc. Bởi những khen chê trên đầu môi, mình hiểu và rất thương, và rồi chúng ta lại nói giá như, rồi mỗi người lại tự hứa, thôi chẳng xúc phạm ai, không nói nặng nói nhẹ với ai nữa, ấy vậy mà rồi lại quên. Ai cũng cần được sống, sống vui, sống khỏe, sống thành công theo cách mà mình định hướng. Nhưng đâu phải cái gì cũng muốn là được, cái gì mình làm cũng xong, hay cái gì mình nghĩ mọi người hiểu được đâu. Tin đồn, dựng chuyện, khinh miệt, chê bai, nó quá dễ dãi nói về một ai đó, vì nó làm bản thân mình tự cảm thấy mình hơn họ, không cho phép họ hơn mình. Hoặc thậm chí, chỉ vì lỡ hù vào thích cô A mà chê tới bến cô B, dù trong lòng đôi khi cũng dõi theo cô B ấy.
tất cả cũng chỉ vì cuộc sống khắc nghiệt quá, thấp cao quá, chú trọng những thứ ảo quá và ích kỷ quá. Bước qua được những suy nghĩ đó không phải chuyện dễ, nhưng không có nghĩa là không được. Cứ nhìn mặt tốt của người khác mà sống, trù dập, vùi chôn, chà đạp có làm cho mình giàu và khỏe hơn đâu. Nếu mình không có người thân bên cạnh, bạn bè trưởng thành đúng nghĩa xung quanh, không tập luyện để bình an, thì chắc tự kết liễu mình không chỉ một lần mà nhiều lần, ức chế rồi. Ví dụ, có những lần bị dõi theo chụp hình đăng lên thì người ta lập tức cho rằng mình cho chụp ảnh rồi nhờ đưa lên báo cho mọi người đọc. Có điên không khi tự kết liễu sự nghiệp cuộc sống của mình chỉ vì những bức ảnh đầy rẫy những câu chuyện mà không phải ai cũng hiểu đưa lên báo chí. Thế mà vẫn có người tin, họ không chấp nhận sự thật bản thân mình ngoài chuyện tò mò về công việc khi cuộc sống của mình, nhiều người cũng muốn nhấp chuột để xem. Những người đi đồn chắc là cố dựng chuyện mãi không ai quan tâm, nên bụng ta suy ra bụng con Hà là vậy, mình tự nhủ. Chuyện cái anh đạo diễn phim công, do mình không muốn đi ăn tối ở ngoài, nhiều người nhìn vào đồn vớ vẩn, nên trên tinh thần một người bạn và thêm vài người bạn của mình đã bảo, thôi về nhà ăn cho lành, và cuối cùng chỉ vì vài người bạn và người nhà muốn chụp ảnh cùng kỷ niệm đăng lên Facebook của họ, và họ cũng chẳng nghĩ ai mà mò vào máy Facebook đó làm gì. Thế mà hôm sau, một vài tờ báo cũng mò ra đăng lên, và ngay lập tức họ cho rằng mình cố tình tạo mối quan hệ mời về nhà chụp lên, đăng lên có vẻ như thân thiết. Chúa ơi, tôi có đăng tấm nào với ổng tôi chết liền. Và trong tâm tôi nghĩ tới chuyện phải bia bản thân vì ổng tôi chết luôn. Tôi đâu rẻ tiền chết bờ chết dạc cần một ai đó cứu vớt mà phải làm cái trò mèo đó. Và ngay ông đạo diễn cũng bị bơm vào đầu là tôi cố tình làm vậy. Và thế là tôi cũng phải giải thích rằng đời tôi chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ phải làm thế. Và ông yên tâm đi, ông mới về họ hâm mộ ngưỡng mộ bộ phim ông làm nên họ tìm mọi cách viết bài rồi chia rẽ thôi. Chứ 2 tháng nữa thôi, ông có ra đường như thế nào họ cũng không nói nhiều nữa đâu. Đó là sự bạc bẽo của nghề này. Tôi quá hiểu nên tôi không cần đu bám ông. Và kể từ đó có gặp ông cũng chỉ xã giao và chuồng vì tôi sợ lắm rồi những kẻ luôn muốn nổi tiếng bằng mọi cách, bẻ cong con người tôi bằng những tin đồn mất giá trị như vậy. Tôi được kể lại một lần nọ, tôi lên trao đổi cho một cô hoa hậu và ở dưới bàn là một đám các chị xồm xồm khá thành công. Tự nhìn mặt tôi và bảo, con Hà đang điên lắm với con này vì nó đang hút hết truyền thông. Ơ các chị hèn thế cơ à, chứ em thì em nghĩ đời chả ai sáng mãi. Không ai được trọng dụng mãi cái bề ngoài, với 3 tờ báo tung hô đâu. Cốt lõi bên trong có gì để thám phá mãi, không hết hay không mới quan trọng. Em Hà này đã đi qua nhiều giai đoạn và đã đến giai đoạn quá hiểu rõ quy luật của nghề. Nên bình tâm, khiêm tốn và chấp nhận sự thật thì sống lâu, ảo chỉ có chết. Có lúc nào cũng muốn mình là nhất. Không ai hơn mình, không cố học hỏi thì chỉ có chết yểu, bao tấm gương sáng để nhìn rồi. Thương cho các chị ấy là sau khi các chị tự bảo mình thế và hù nhau cười, thì ngay chính các bạn ấy đã có vài người kịp cười lại vào sự thiếu tự tin của các chị lắm rồi. Còn nhiều lắm những câu chuyện nghe chị thấy ức vì sao ngu như thế mà cũng đi đồn được, mà tại sao cũng lắm kẻ tin. Thôi thì ráng sống vì cha mẹ anh chị, con cái bạn bè, mọi thứ đổ lên đầu, mình không ráng ai ráng. Ở đâu đó có những kẻ điên, tin vào những tin vịt vớ vẩn, thì cũng còn những người bình tĩnh sống và tin vào con đường dài, mình đã đi qua bao sóng gió vẫn chưa thể gục. Một buổi trưa trầm lắng trong những ngày đầu cuối năm căng mặt ráng để được sống, sống trọn vẹn và vẫn luôn tin vào chính mình không đi con đường rẻ tiền dù được gọi là giải trí. Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái này của Hà Hồ lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ thông qua vụ tự tử của Jong Hyun nhắc nhở với anti-fan rằng hãy sống có tâm, đừng hùa vào theo đám đông ném đá người khác mà chưa hề tìm hiểu kỹ câu chuyện. Trương Minh Quốc Thái mới kết hôn với bạn gái Việt Kiều ở Mỹ. Diễn viên phim Người đàn bà yếu đuối cho biết anh đã không còn độc thân cách đây vài tháng. Anh đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới ở Mỹ. Diễn viên Trương Minh Quốc Thái nổi tiếng là người kín tiếng về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, anh chỉ chia sẻ những chuyến du lịch, phim ảnh hay các món ngon. 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh chỉ một lần duy nhất thừa nhận tình yêu với diễn viên Kim Ngân. Chia sẻ với zing.vn, Quốc Thái cho hay, tôi không giấu giếm chuyện đám cưới, chỉ là không thích khoe hay chia sẻ nhiều. Tôi mới kết hôn với bà xã cách đây vài tháng ở Mỹ. Thông tin cụ thể, tôi xin giữ lại cho riêng mình. Nam diễn viên tiết lộ vợ anh là nhân viên văn phòng ở Mỹ. Chị cũng bằng tuổi anh 43 tuổi,
nên chín chắn đồng cảm với anh trong suy nghĩ và cuộc sống, nghề nghiệp. Anh quyết định gắn bó với người yêu khi cảm nhận được tình cảm chân thành đối phương dành cho mình. Anh hài hước nói, diễn viên dễ dụ lắm, chỉ cần cảm nhận được tình yêu và sự hết lòng của cô ấy thì không sao thoát được khỏi lưới tình. Anh kể về mình và vợ gặp nhau trong dịp nam diễn viên sang Mỹ lưu diễn. Điều thú vị là vợ Trương Minh Quốc Thái lại yêu thích và rung động với anh ở vai trò ca sĩ. Khi nghe tôi hát ca khúc Đường Xưa Lối Cũ trong chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ, cô ấy yêu thích tôi, gặp nhau làm quen nói chuyện và bắt đầu tình cảm, anh nói. Quốc Thái cho biết mình đã có quốc tịch Mỹ 10 năm qua nhưng không sang định cư, vì vậy dù kết hôn với bà xã Việt Kiều, anh cũng sẽ chọn cách đi về giữa hai nước. Nhiều người thắc mắc tôi không sang Mỹ, nhưng tôi nghĩ chỉ được sống tự do và làm mọi điều mình thích ở đất nước của mình. Nếu muốn đi thì tôi đã đi từ lâu, ở trong nước tôi còn công việc của mình, bà xã của tôi cũng đồng ý với quyết định đó. Nam diễn viên cho hay, vợ chồng anh có sự đồng điệu ở suy nghĩ, cô vốn là người sống từ nhỏ ở Mỹ nên tính cách phóng khoáng, nên cũng thích đi du lịch và cuộc sống hưởng thụ như Quốc Thái. Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, anh cho hay sẽ thuận theo tự nhiên, tôi không có thói quen tính trước mọi việc, duyên tới thì mình đón nhận. Mọi người thường có quan điểm lớn lên lấy vợ và sinh con, rồi vợ chồng phải sinh con sớm để sau này con nuôi. Tại sao mình không làm việc tích cực, tích lũy để sau đó tự lo cho mình, anh tâm sự. Anh khẳng định từ khi kết hôn, cuộc sống của anh không thay đổi nhiều. Hiện nam diễn viên vẫn miệt mài trên phim trường. Những khúc sông dậy sóng của đạo diễn Nhân Minh Hiền ở An Giang. Trương Minh Quốc Thái sinh năm 1974 là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ. Anh được khán giả yêu thích qua các phim Người Đàn Bà Yếu Đuối, Hương Phù Sa, Người Trở Về, Vật Thẩm Vô Hình. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won chọn Hồng Kông là địa điểm tái trăng mật nhân một năm ngày cưới. Hôm nay đi Hồng Kông quá vui, quá hạnh phúc. Giờ đã tới Hồng Kông, bắt đầu đi chơi thôi, Harry Won hào hứng khoe. Hôm qua, Trấn Thành và Harry Won bất ngờ công khai kế hoạch nghỉ xả hơi để tận hưởng hạnh phúc riêng nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Sau bức ảnh trên máy bay ra Hà Nội, Harry Won tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trên phi cơ với địa điểm check-in là Hồng Kông. Hôm nay đi Hồng Kông, phục vụ máy bay quá tinh tế, chu đáo, mọi người lo từng cái cho mình, quá vui, quá hạnh phúc. Giờ đã tới Hồng Kông, bắt đầu đi chơi thôi, bà xã Trấn Thành hào hứng. Lời thông báo bắt đầu đi chơi của giọng ca Anh Cứ Đi Đi và ngay sau thời điểm Trấn Thành chia sẻ hai vợ chồng ốp công việc 4 ngày khiến nhiều người cho rằng phải chăng vợ chồng Sinh Ri đã tới xứ Cảng Thơm, bắt đầu kỳ nghỉ kỷ niệm 365 ngày chung nhà. Bên cạnh lời chúc vui vẻ, một số người hâm mộ nhắn nhủ Harry, hưởng tuần trăng mật buồn năm trước không đi chị ha, hai vợ chồng đi chơi vui, nhớ tung ảnh rần rần cho fan coi nha. Theo tiết lộ của quản lý, Harry Won đã ra sân bay đi Hồng Kông lúc 4 giờ sáng. Trong thời gian chờ lên máy bay, nữ ca sĩ gửi tin nhắn trêu người chị luôn đồng hành trong công việc. 4 giờ ra sân bay thì 2 giờ 30 có nên đi ngủ không? Em của chị lớn thật rồi, chị mừng lắm. Nhưng dịp em không ngủ cả đêm, ra sân bay sớm để đi Hồng Kông. Em rảnh không có gì làm nên em ngồi cắt dán icon, quản lý của Harry Won cho biết. Vào thời gian này năm ngoái, đám cưới của Trấn Thành và Harry Won đã trở thành sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong một năm sau đám cưới ấn tượng, cặp vợ chồng ngôi sao đã chuẩn bị kỷ niệm ngày chung đôi 25 tháng 12 2016, 25 tháng 12 2017. Để đánh dấu cột mốc thời gian quan trọng của cuộc đời, Sinh Ri lên kế hoạch dành thời gian riêng tư bên nhau. Theo đó, Trấn Thành và Harry Won quyết định tạm dừng công việc làng giải trí, rời Sài Gòn nghỉ xả hơi 4 ngày. Nam danh hài hài hước xin phép người hâm mộ được ốp để tận hưởng niềm hạnh phúc riêng cùng bà xã. Chỉ còn vài ngày nữa là 25 tháng 12 rồi, đúng một năm hai đứa gọi nhau tiếng mình ơi. Cảm ơn bà xã đã đồng ý gánh cục nợ đời này. I love you forever. Để kỷ niệm một năm ngày cưới, hai đứa em xin phép cả nhà cho tụi em ốp khỏi Sài Gòn 4 ngày nha. Ngôi sao họ Huỳnh dâng trào cảm xúc.